Võ Lâm Ngoại Sử chương 7 hồi 3 Đêm Tử Thần Bắn Cung Hỏa Hải Nhi thấy khách nơi phòng ăn cùng nhau xì sầm bàn tán về chu thất thất tức giận trợn mắt hỏi nàng Thất tỉ, nghe mấy kẻ này nói hưu nói vượn về chị không? Cần tôi thay chị đập cho bọn họ một trận cho hả dạ không? chu thất thất, giận cái gì? Hỏa Hải Nhi, người ta nói về chị như vậy mà không giận sao? chu thất thất cười Tỷ tỷ của em đẹp Người ta mới bình luận Tỷ tỷ của em mà xấu ấy Có mời cũng chẳng ai thèm nói tới Dù sao thì họ cũng còn biết xấu đẹp Không như Liếc xéo thẩm lãng Nàng nói tiếp Không như vài người có mắt như mù ấy Người đẹp kế bên mà cũng không thấy Thẩm lãng vờ như không nghe Chủ tất thất, thất nghiến răng đưa chân Đạp bàn Đưa chân dưới bàn đạp chào một cái Thẩm lãng cười tủm tỉm vẫn tảng lờ như hoàn toàn không có cảm giác. Hỏa hài nhi lắc đầu thở dài. Chị thật là kỳ cục. Cái đáng giận thì không giận, cái không nên giận thì lại giận. Chu thất thất nói. Tiểu quỷ, mắc mớ gì tới nhà ngươi? Hỏa hài nhi cười. Được rồi, tôi sợ chị luôn. Sau này có tức chuyện gì thì chị cũng đừng đổ lên đầu tôi nhá. Mọi người càng nói càng lớn tiếng, giọng cười mỗi lúc mỗi vang, những ánh mắt tò mò cứ liếc tới liếc lôi bàn của ba người. Hỏa hài nhi nhíu mày rồi đột nhiên đi nhanh ra ngoài, dẫn tám tên nam tử, cao to, vào đứng sau, lưng chu thất thất. Tám người này mặt mày hầm hầm, mắt lom lom nhìn khắp bốn phía, tiếng bàn tán quả, nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Nơi góc trái của phòng ăn, một người nãy giờ vẫn lặng lặng ngồi yên không động, đôi mắt lạnh lùng hằn học nhìn chằm chằm ra phía cửa như đang đợi người. Hắn mặc chiếc áo mục tròn màu lam, sắc mặt tái nhợt, mày râu nhẵn nhụi, tuổi không quá 25, 26. Một người mặc áo gấm hoa bước vào, mặt mũi giá người giống thiếu niên áo lam nợ nhưng trông trẻ hơn vài tuổi, khóe miệng hắn điểm một nụ cười. Khác với cái vẻ lạnh lùng của thiếu niên kia, Nhìn, hắn nhìn Chu Thất Thất liếc qua thầm lãng, rồi đi tới bàn thiếu niên áo lam nói cười. Đại ca tới sớm. Thiếu niên áo lam chẳng trả lời, ánh mắt vẫn không rời phía cửa. Thiếu niên áo hoa dường như đã biết, chỉ lặng lặng ngồi xuống ăn uống, mắt cũng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa. Mấy nam tử ngồi một bàn khác đang lặng lẽ nhìn hai người họ. Một tên mặt mày dữ dằn, thái độ ngạo nghễ nhỏ giọng, hai người này có lẽ là đinh gia huynh đệ, vang danh mấy hôm nay. Cạnh hắn là một người ăn mặc hoa lệ, đầu to mắt chuột, tướng mạo bỉ ổi, nghe vậy liền cười vuốt. Mắt của chiếc đại ca nhạy bén hết sức, mới liếc qua đã nhận ra ngay. Gã mặt kiêu ngạo, nhíu đôi mày dập. Không ngờ hai anh em họ cũng tới đây, nghe nói bản lĩnh của họ rất cao. Nếu họ cũng nhúng tay vào chuyện này, còi bộ không tốt. Gã mắt chuột cười, tuy đinh ra huynh đệ hơi lợi hại. Tuy đinh ra huynh đệ lợi hại, nhưng chúng ta có thần thương đại triệu vân thiết thắng long thiết đại ca còn sợ chuyện gì không tốt gã kiêu ngạo thiết thắng long bật cười to <cười> liếc mắt ra cửa trượt ngưng cười đâm chiêu lẩm bẩm <laughs> lại có kẻ bản lĩnh không kém tới kìa. bao cặp mắt trong phòng đều nhìn ra phía cửa một cặp vợ chồng dắt một bé gái đang chậm chậm bước vào người chồng lưng vồng vai rộng gân cốt tráng kiện thịt bắp cuồn cuộn miệng rộng gần tới mang tai diện mạo làm người ta phát hoảng người vợ vóc dáng yểu điệu tóc dài xõa vai dịu dàng thướt tha gương mặt nàng nhìn nghiêng một bên thật xinh đẹp nhưng khi nhìn thẳng từ phía trước thì có một vết thẹo dài từ giữa hai mắt xuống tận khóe môi, nếu nàng bình thường xấu xí thêm vết thẹo kia chẳng ai để ý, nhưng vết thẹo trên gương mặt mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành cũng làm cho người khác u sầu tiếc rẻ, tiểu cô nương thì ngây thơ hoạt bát, xinh đẹp khả ái vô cùng. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn, mắt to đen mắt to đen láy nhìn khắp nơi, khi thấy Hỏa Hải Nhi cô bé đột nhiên làm mặt quỷ, lè lưỡi nhăn mặt cười. Ê, khỉ hỏa hài nhi cau mày hm, tiểu nữ này thật là nghịch ngợm chu thất thất bật cười tiểu quỷ nam như cậu cũng đâu có thua người ta mọi người trong đại sảnh đều nhìn gặp vợ chồng này nhưng họ chẳng thèm để ý đến ai chỉ chăm lo dỗ dành ái nữ hỏi han cô bé muốn ăn chi uống gì như trong thiên hạ chỉ có tiểu nữ là quan trọng chu thất thất cười thật là thú vị quái nhân càng lúc càng nhiều không ngờ thành tất dương lại náo nhiệt như vậy thẩm lãng em biết vợ chồng người ta là ai sao? Chu thất thất hỏi. Chu thất thất, họ biết em là ai? Thẩm lãng thở dài. Tiểu thư, danh tiếng của họ không chừng hơn cô gấp 10 lần đó. Chu thất thất, cỡ đương kim vô, cỡ đương kim võ lâm thất đại cao thủ là cùng. Họ hơn 7 người kia sao? Thẩm lãng nghiêm giọng. Em có biết trốn giang hồ là đầm rồng hang hổ. Tuy nhân tài hiện thời hơi hiếm, nhưng không kỳ nhân ẩm tích phong trần thất đại cao thủ chẳng qua là đúng dịp đúng thời mới thành danh đâu phải giang hồ không có người hơn họ chu thất thất cười mát ừ, được rồi chuyện võ lâm thì em không hiểu bằng anh thế vậy họ là ai thẩm lãng lắc đầu tủm tỉm anh cũng không biết chu thất thất phát cáo khẽ nói nếu không phải là chỗ đông người em đã cắn anh rồi đấy Trật từ ngoài cửa có tiếng cười rộn rã muốn thủng lỗ nhĩ người, tiếng cười to vang như của người mấy, của mười mấy người hợp lại, quần hào trong phòng ăn bị kinh động đồng loạt đưa mắt nhìn ra. Ngoài cửa là bảy tám nam tử quần áo sang trọng, chân bước vững vàng, ánh mắt sắc bén đang vây quanh một lão, lão hòa thượng béo phì. Bảy tám nam tử kia trông như võ lâm trí sĩ, lại rất cung kính với lão hòa thượng này. Bản thân lão lại là lại dễ làm người ta chán ghét. Trời rét căm căm mà lão chỉ mặc đọc một chiếc áo tăng bào mỏng, dài tới gối và một chiếc quần cực. Áo phanh ngực, phơi cái bụng béo núc nung núc, từng thớ mỡ, rúng dính theo mỗi bước đi. Chủ thất thất vừa trông thấy liền nhíu mày. hòa hài nhi thì thầm, thất tỉ. Chị coi lão hòa thượng thì giống cái gì? Chu thất thất bật cười. Tiểu quý, đừng nói ra nhé. Người ta đang ăn, Tai mà nghe được cái tiếng đó là cơm nút không trôi đâu. Hòa Hải Nhi cười hì hì. Mập vậy mà cũng là cao thủ võ lâm sao? Lão đi ấy, còn phải thở hồng hộc thì động thủ với ai được? Bọn nam tử đi cùng lão hòa thượng mập đó, có vẻ giao du rất rộng rãi, quần hào trong đại sảnh thấy họ đều mỉm cười đứng lên chào. Chỉ riêng đôi vợ chồng kia vẫn làm như không thấy. Đình gia huynh đệ nọ thì cúi đầu lo ăn uống, không thôi nhìn ra phía cửa. Thiết Thắng Long kéo tên kéo áo tên mắt chuột, hỏi nhỏ. Lão hòa thượng đó là ai đấy? Tên mắt chuột cao mày. Chỉ cần hơi nổi danh trong giang hồ là vạn sư thông, vạn sự thông này biết liền. Nhưng tôi thật tình không biết lão là ai. Thiết Thắng Long nói, nói như ngươi ấy, thì lão là hạ vô danh à? Vạn sự thông trầm ngâm, cái này đúng là... Thiết Thắng Long nổi giận quá. Cái này đúng là cái gì? Nếu lão là hạ vô danh, tân tiêu đầu vương tiêu đầu tống trang chủ mấy người kia đối với lão cung kính cung cung kính kính như thế à vạn sự thông lần này mắt ngươi á mù rồi lúc này phòng ăn đã không còn chỗ trống tám chín chú tiểu nhị bận rộn mồ vui đầy đầu mà vẫn không kịp đáp ứng khách nhân lão hòa thượng mập cười nói oang oang át hết cả tiếng của người khác hòa hải nhi bĩu môi thật là đang ghét chú thất thất phụ họa đúng là đang ghét chúng ta Thầm lãng khẽ gắt Muốn gây chuyện sao? chủ thất thất, thứ người như thế này mà anh không khó chịu à? Thẩm lãng, em để ý chung quanh bao nhiêu người đang bực mình lão. Hai huynh đệ bên kia nãy giờ nhìn lão hàn học như có vẻ oán hận chi. Người anh đã mấy lần muốn đứng lên lại bị người em kéo xuống. Vợ chồng bên nọ, mặc dù nhìn lão chẳng quá một lần, nhưng đã tỏ vẻ rất là bực bội. Bọn nam tử bên này cũng nhao nhao muốn thử nhưng chưa dám. Mấy người này sớm muộn gì cũng không cũng chịu hết nổi, sẽ đồng loạt ra tay. Em cứ ngồi yên mà xem cần gì phải động tay động chân Chú thất thất Được rồi em nghe lời anh Lão hòa thượng bỗng lớn tiếng Tới, tới đây Quần hào cùng ngó về phía lão Hai tên nam tử áo đen mặt mày bậm trợn Kèm một người đi vào Người ấy cũng thuộc phường Côn Đồ Nhưng lúc này đã bị hai tên áo đen dọa đến mặt mày tái mét Hai tên áo đen đẩy người kia tới trước mặt lão hòa thượng mập một người cung kính người này họ hoàng tên mã hắn biết rất rõ sự kiện kia chuyện ở thành tất dương hắn biết rõ ràng hơn ai hết lão hòa thượng mập tốt tốt lắm lấy trăm lượng bạc đưa trước để hắn an lòng lập tức có người đặt túi bạc dưới chân người tên hoàng mã lão hòa thượng mập mạp hướng về phía hắn cười Hừ, nói hay rồi còn có thưởng hoàng mã lấy lại bình tĩnh chậm chạp lên tiếng Tiểu nhân là Hoàng Mã ở thành Tất Dương đã hơn 10 năm. Lão Hòa Thượng mập ngất lời, nói đơn giản chút. Đảo mắt bốn phía lão cười, nói lớn lên để mọi người cùng nghe một lượt. Hoàng Mã đằng hóng mấy tiếng rồi nói lớn. Ở phía bắc thành Tất Dương ấy, có một mỏ than đã lâu không ai khai thác. Hơn nửa tháng trước, đột nhiên có chừng 10 khách buôn mua hết phía đất bên Bắc Thành. Họ mướn hơn trăm công nhân bắt đầu vào việc đào bới. Nhưng đã hơn nửa tháng vẫn chưa thấy một mảnh than vụn. Tuy hắn nói chuyện mỏ than nhưng ai cũng có tỏ vẻ hết sức quan tâm. Thẩm lão và chu thất thất đoán chuyện này nhất định có liên quan đến những biến cố kinh người biến cố kinh người ở thành tất dương gần đây nên cả hai cũng lắng nghĩ chú ý lắng nghe hoàng mãn lặng lẽ đưa chân khều túi bạc đạp giữ lại cười thỏa mãn nói tiếp uhm. khoảng bốn hôm trước bọn thợ mỏ bỗng đào lên được một bia đá uhm, trên đó có khắc uh, có khắc uh, tám chữ nói tới đây hắn thôi cười có vẻ sợ giọng run run tám chữ bước qua đá này trời rung đất chuyển quần hào nhìn nhau mặt mày nghiêm trọng lão hòa thượng mập ngoài tám chữ ấy trên bia đá có gì khác không hoàng mã trầm ngâm một chút rồi nói không có chi khác nghe nói tám uh, nhưng mà nghe nói tám chữ kia mỗi nét là một cây tên tổng cộng có 72 cây tên mới bính thành tám chữ quần hào không hẹn mà cùng thốt lên tên vừa ngạc nhiên vừa kinh hoàng không ai nghĩ ra những cây tên này tượng trưng cho cái gì hoàng mã thở mạnh lấy thêm can đảm nói tiếp khi thấy tám chữ trên bia đá nọ, bọn thợ mỏ không dám đào thêm. Những khách buôn lại có vẻ vui mừng. Họ trả công bọn thợ gấp ba lần nhất định phải đào sâu ở bên trong. Tối hôm đó phát hiện trong một cửa đá, trong mỏ, trên có tám chữ. Qua một bước, chất không toàn thây. Mấy chữ này viết bằng mực đỏ như máu tươi, khiến người sợ hãi. Trong đại sảnh chỉ nghe hơi thở nhẹ nhẹ của mọi người hoàng mã nói tiếp bọn thợ mỏ thấy tám chữ này thì sợ quá không dám đào thêm nữa nhưng những người khách buôn lại vẫn cho rằng đã sắp thành công họ chẳng nói chẳng rằng chỉ mua rượu thịt khao thưởng mọi người bọn thợ mỏ vô tình cùng nhau ăn nhậu khi đã tám chín phần say các thương buôn leo lên chỗ cao hô hào bọn thợ lúc ấy chẳng còn đếm xìa gì đến những chữ kia cùng nhau phá cửa đá đến ngày thứ hai ngày ngày thứ hai lão hòa thượng mập hỏi lớn ngày thứ hai thì sao chán lấm tấm mồ hôi hoảng mã run giọng mấy người đi vào đêm đó ngày thứ hai trở à, chẳng ai trở ra đến trưa cha mẹ vợ con họ chạy tới trước hầm mỏ kêu khóc vang trời những tiếng la khắp thành nghe thật thê thảm vô cùng tiểu nhân cũng lo lòng chua dạ xót nhưng nhưng mãi đến chiều vẫn không một tiếng đáp hắn đưa tay lau mồ hôi chán những ngón tay không ngừng run rẩy thở mạnh nói tiếp sau này có một vài người lớn mặt cùng nhau đi vào họ mới biết những người kia đều đã chết ở ngay cửa đá ở một đại sảnh trên người họ không có thương tích gì nhưng mà vẻ mặt trông đáng sợ vô cùng đôi mắt trợn trắng loay cả con người như đã chết trong một nỗi kinh hoàng tột độ Rồi những người kia chẳng dám nhìn lần thứ hai vội vàng chạy ra bên ngoài thân quyến của người chết muốn vào để lấy xác người thân về trôn cất may mà có nhiều người khuyên lên cuối cùng chỉ chọn vài người trẻ tuổi lực lưỡng đi vào khiêng thay người ra và vội vàng mang đi chôn ngay. Vậy mà, vậy mà đến đúng giờ ngọ ngày thứ ba, những người vào lấy thây cùng mấy người uh, mang xác đi chôn đều đều, đều, đều đều tự nhiên đột nhột lăn đùng ra chết. Tuy là phường côn đồ hoàng mãng có tài kể chuyện, hắn thuật lại câu chuyện kinh người rành mạch rõ ràng, khiến cho quần hào vốn cũng to gan lớn mặt, nghe đến đây cũng không khỏi dùng mình, tay chân lạnh cóng mười người thì có hết chín vô tri vô giác cầm chén rượu lên ngửa cổ uống cạn bên cạnh lão hòa thượng một lão nhân cao gầy mắt sáng nâng chén rượu lên trầm ngâm hỏi ngươi có biết họ chết như thế nào Hoảng mãng nhấp môi mấy lần mới lên mới ra tiếng uhm. ngày thứ ba Người thì đang dùng cơm, kẻ thì đang thắp hương, có người thì đang nấu nước, có kẻ thì đang khom lưng viết điếu văn, à, đến giữa trưa thì những người này ở bốn phương tám hướng không cùng chung một chỗ, lại chẳng hẹn mà nhảy tưng hét lên kinh hoàng, ngã lăn ra đất, toàn thân co cóc, chết ngay tức khắc. Lão nhân gầy run tay đặt chén rượu xuống bàn, ngây người nhìn lên trần lẩm bẩm: "Chết đúng giờ ngọ. Thật là lợi hại, thật là lợi hại." Chu thất thất lặng lẽ nắm chặt tay thẩm lãm, mặt hoa tái mét. Hỏa hải nhi trợn to hai mắt hỏi. Những người đó đều bị trúng độc mà chết sao? Lão nhân gầy. Không sai, là độc. Khắp nơi sau cửa đá ắt đã bị tẩm kích độc, tẩm kịch độc. Chỉ cần chạm vào cửa hay vách đá, thậm chí đụng nhẹ và xác người cũng bị nhiễm độc. Khó sống qua khỏi 12 canh giờ. Hai mươi năm qua, Lão Phu chưa từng thấy độc dược lợi hại kiểu đó. Lão Hòa Thượng Mập, độc dược này còn lợi hại hơn cả tí ngọ thôi hồn của Mạc Hy sao? Quần hào công biến sắc khi nghe lão nhân này là chủ nhân của tí ngọ thôi hồn, độc châm được liệt vào hàng thứ ba trong 19 loại ám khí độc nhất của Võ Lâm. Mạc Hy cười thảm. Độc của lão phu chỉ là trò đùa so với loại này thôi. Lão hòa thượng mập khẽ trao mày rồi bật cười hăng hắc. Các vị theo sái ra là bảo đảm không chết được. Độc cỡ nào cũng chỉ là đường trắng trong mắt sái ra. Cười một cười đã một trận. Lão lạnh lùng đáp, lạnh lùng hỏi. Cửa vào đã bị ngươi lấp rồi sao? Hoàng mã, cái động quỷ kia một ngày một đêm hại chết hơn trăm hơn hai trăm mạng còn ai dám đến để bít nó lại thậm chí lữ khách phải đi ngang qua thành tất dương cũng kiếm đường khác mà đi nếu có ai dám đến gần cái động quỷ ấy thì không phải là man không phải thì không phải là ăn rồi làm chuyện tầm phào cũng là kẻ điên lão hòa thượng mập người ngửa mặt cười sằng sặc <laughs> Người nói đó là những người đang ngồi đây đều điên cả sao Bởi bọn ta quyết tâm đi đến đó Hoàng mã gần người, vẻ mặt khổ sở vội vàng quỳ xuống Giật đầu như thế sao run rộng <laughs> Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám Không phải là có ý này Lão hòa thượng mập, gắt khẽ, còn không mau cút đi Hoàng mã như được xá tội lấm lét bỏ ra tới cửa, rồi thả người chạy biến quên cả túi bạc. Hỏa Hải Nhi phi thân đưa nhặt túi bạc ném theo, túi bạc rơi ngay trước mặt Hoàng Mã. Hỏa Hải Nhi lại ngồi ngay ngắn trên ghế cười khì. <cười> Khổ cực lắm mới kiếm được ngần ấy bạc, chớ quên cầm theo. Quần hào thấy cậu nhỏ tuổi mà khinh công tuyệt luân như vậy cũng không khỏi động dung. Lão Hòa Thượng mập cười, ừ, cháu bé ngoan đấy, khinh công thật giỏi, là học của ai? hỏa hải nhi chớp mắt trả lời học chị tôi lão hòa thượng mập hỏi cháu bé tên gì chu bát hỏa hải nhi nói đại hòa thượng ông tên gì lão hòa thượng mập cười ha hả chu bát <laughs> khá lắm chu bát sái ra tên nhất tiếu phật cháu bé chưa nghe qua hay sao vừa cười vừa đứng lên lão chậm rãi tiến tới hỏa hải nhi từng thớ mỡ rúng dính theo nhịp bước trông thật là buồn cười chu thất thất cùng thẩm lãng lại chẳng thấy buồn cười hai người âm thầm đề phòng thẩm lãng thủ sẵn tay phải sau lưng cậu bé nhưng thân thể ú na ú nần của nhất tiểu phật chỉ đi ngang qua chứ không dừng lại ở chỗ hỏa hải nhi lão đi thẳng về phía góc phòng nơi đinh gia huynh đệ đang ngồi thiếu niên áo lam đinh lôi vội co chân đá văng cái bàn tay rút kiếm sốc tới Thiếu niên áo gấm Đinh Vũ cười lớn, "Lão hòa thượng, huynh đệ ta còn chưa tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn thân tới trước." Như ánh chớp, huynh đệ đã rời đi bảy thước. Nhất Tiếu Phật phi thân, tuy đã thấy cái bàn bay tới, lại không né, không tránh, cũng chẳng đưa tay cản mà dùng đầu nghênh đón. Cái bàn đụng vào đầu lão bể thành năm sáu mảnh, cùng chén bát ngọn đèn rượu thức ăn bãi loạn, Nhất Tiếu Phật hai tay cầm, hai chân bàn vừa hét lớn vừa hướng đinh ra huynh đệ giáng xuống. Thân hình lão vốn to lớn, hai tay đã dài nay lại thêm vào hai cái chân bàn nên tung hoành được hơn một trượng tiếng hét của lão long trời lở đất lay động ánh lửa của những ngọn nến chung quanh quần hào cùng hoảng hốt lo lắng cho hai anh em bởi họ có lui về sau cũng khó mà tránh khỏi đòn hung mãnh này hai anh em họ tuy còn trẻ nhưng giàu kinh nghiệm giao đấu đã đoán được hướng đánh của đối phương không lùi chẳng né khi nhất tiếu phật đến gần họ nhẹ nhàng cúi người luồn dưới cánh tay của lão lướt ra sau lưng từ trước có thể lòn ra phía sau đối phương để tránh đòn hiểm ác chính là một tuyệt kỹ võ công. Nhất tiểu Phật không thấy đinh gia huynh đệ lại cảm được trưởng từ phía sau lưng đánh tới, lão liền thu tay trở ngược từ sau lưng lão, anh em đinh ra phát động thế công uy lực dồi dào, dầu lão muốn lui cũng không dễ, nhưng võ công của lão cuồng tăng này Qua thật là kinh người, tay trái rút lại, tay phải đưa qua một chân cò lên lấy đà đá tới, thân hình lão to lớn mà nhanh nhẹn vô cùng, nhún người lên, đưa bàn chân trái dựa vào lực nhỏ, trái tài tình chặn thế kiếm của đinh lôi, đùi phải thì húc mạnh vào bả vai đình vũ lúc lão ra thế công uy mãnh vô cùng giờ chuyển từ thủ cung thủ qua công với những chiêu đá nhanh nhẹn tài tình công thủ song toàn cũng là tuyệt kỹ hiếm thấy lão to lớn rành rà mà xuất thủ chiêu thức nào cũng nhanh nhẹn xảo diệu tuyệt luân đình già huynh đệ cười lạnh phóng ra ngoài thì nhất tiếu phật đứng thẳng trên đất huynh đệ hai người đã ở xa ngoài cửa đinh lôi cười lạnh muốn động thủ thì ra đây đình vũ đã tới chẳng lẽ sợ mà không ra từ khi nhất tiếu phật phát động thế công cho đến lúc này chỉ trong vòng vài chớp mắt đôi bền thì đã thi triển không ít các chiêu thức nhanh nhẹn và khéo léo đó chính là sự kết hợp hài hòa tinh tế của võ công trí khôn và kinh nghiệm quần hảo chứng kiến cũng không khỏi ngây người khi giọng nói tiếng cười của anh em họ đinh xa dần rồi tắt hẳn mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay lên tán thưởng nhất tiếu phật thật hoan hỉ nên chọc đuổi theo Tí ngọ thôi hồn mạc hy nhỏ giọng hmm. Lôi vũ song kiếm Thiếu niên anh hùng đang hồi nổi xanh Sau này đại sư cũng nên cẩn thận Nhất tiếu Phật Nhất tiểu Phật ngửa mặt cười hăng hắc Sái <laughs> ra nào coi hai tên tiểu tử ấy ra gì Nếu không vì tránh sự quan trọng kia Sao sái ra lại thả bọn chúng Lão ngưng cười đảo mắt bốn phía lớn tiếng sự kiện kia các vị đã nghe qua, nếu ai không vì chuyện này mà tới đây thì xin miễn ngồi lại. Còn ai vì chuyện này mà tới đây thì xin mời ngồi cùng sái ra bàn bạc. Chú thất thất lên tiếng, lão dựa vào đâu mà nói như vậy? Nhất tiếu Phật ngó nàng chân chân rồi bật cười ha hả. <cười> nói vậy chắc tiểu thư không phải vì chuyện này mà đến đây. Chú thất thất thầm nghĩ. Lão này tưởng đâu trong tưởng đâu là hữu dụng vô mưu, không ngờ cũng thông minh như vậy, quả là nhân vật lợi hại đấy. Tuy nghĩ vậy, nàng lại hoàn toàn chẳng sợ, chỉ cười tươi. Lão lầm rồi, bổn cô nương cũng về chuyện này mà tới. Nàng vừa nói vừa liếc qua thẩm lãng, ánh mắt nhất tiếu Phật cũng rời về phía chàng. Thẩm lãng đưa tay chậm, đang chậm rãi đưa chén rượu lên nhấp môi, nhàn nhạt thưởng thức, như cái huyên náo long trời lở đất trong nhà ăn này, chẳng can dự gì đến chàng có lẽ nhất tiểu phật chưa từng gặp qua người nào như vậy lão ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười ha ha <cười> tốt tốt thôi lão xoay người qua bàn bên cạnh hất hàm các người thì sao bàn này có năm nam tử đồng loạt đứng lên sắc mặt hơi tái một người cười đại sư hỏi gì vậy không biết có ý gì Nhất tiếu Phật đưa tay bắt lấy lưng của gã. Tuy gã đã thấy bàn tay lão lao tới nhưng không cách chi tránh được. Gã bị nhất tiếu Phật nhấc bổng lên rồi quanh mạng xuống mặt bàn. Rượu thịt chén bát ngọn đèn trên bàn vong loạn. Bốn tên còn lại kinh hãi cùng đứng lên quát lớn. Cười! Mấy tiếng bụp bụp vang lên. Một tên đã lãnh Mỗi tên đã lãnh hai cái tát trên má, mặt mày sưng hung húp. Nhất tiếu Phật cười lớn. <cười> Thật là đột vô dụng. Lão cười một trận rồi lạnh lùng nói cùng nhau hành sự, dĩ nhiên là càng đông càng tốt. Nhưng chuyện này nếu có người dám đánh người bất tài vô dụng lẫn, nếu có đám người bất tài vô dụng lẫn vào, chẳng những không làm được việc lại còn thất bại, chúng mày còn không cút đi cho mau. Bốn gã kia đỡ đồng bọn đứng dậy, mười mắt nhìn nhau vừa xoa mặt vừa thở dài, có người khẽ lên tiếng. Đi thôi. Nhất tiếu Phật lại xoay người, hướng qua một bàn khác. Bốn nam từ ngồi bàn đó đang Chầm chằm nhìn lão tay nắm chặt mặt mày ngưng trọng để phòng lão từ từ bước tới khi lão đã đến gần bốn tên kia đồng loạt quát lớn đứng phắt lên tám nắm đấm đứng thẳng tới nhất tiểu phật lão hòa thượng ngửa ừ. mặt cười lớn hai tay túm lấy áo một tên tay phải nắm lấy cổ Tên khác nhấc bổng lên quay vòng vòng, vòng vòng, vòng vòng. Hai tên ngã nhào cục đầu với nhau, rộn ngược lại đụng chúng vào tên khác làm hắn ôm bụng quỵ xuống. Tên còn lại bị lão đá cho vong lên trên không, rồi rơi xuống bàn của thẩm lãng cùng chú thất thất. Thẩm lãng nhẹ nhàng đỡ lấy, đẩy qua mặt bàn, rồi đặt hắn đứng thẳng trên đất. Tên ấy vừa vui mừng vừa hoảng sợ, quay đầu nhìn thẩm lãng. Chàng vẫn cầm chén rượu nhâm nhi, rất vẻ bảo quang với mọi chuyện xung quanh. Nhất Tiếu Phật nhíu mày hét lớn, tay trái nắm lấy tên ấy ném mạnh ra bên ngoài. Bàn bên cạnh cũng có người quát to, đứng thẳng lên đưa hai tay đỡ lấy. Đó chính là Thần Thương Trại Triệu Vân Thiết Thắng Long. Vạn sự thông lớn tiếng cổ vỗ. Nhất Tiếu Phật cũng cười ha hả Nhân đạo Thiết Thắng Long đúng là anh hùng của Hà Bắc, xem ra cũng không phải hư danh. Thiết Thắng Long mặt mày tươi giói có vẻ đắc ý vòng tay. Không ngờ đại sư cũng biết đến tiện danh, thật là hổ thẹn, thật là hổ thẹn. Nhất tiếu Phật, người như Thiết Huynh, xái ra đâu dám coi thường người khác thì... Là ô đảo mắt khắp phòng ăn, không ít người khiếp võ công của lão. Mười thì đã hết bảy người đứng lên và lặng lẽ bỏ đi.